Chào tất cả anh em, mình là Tàu Bá Độ. Hôm nay mình làm clip nói về vấn đề rút hồ sơ xe máy hiện tại bây giờ anh em nhé. Thì rất nhiều anh em mua xe bên sau mình thì mình cũng khuyên anh em luôn là không nên rút hồ sơ ở giai đoạn này, nó rất là lâu. Đó, còn anh em nào chấp nhận được rút hồ sơ ở giai đoạn này thì là phải đợi từ 1 đến 2 đến 3 tháng. Rất nhiều anh em còn 4 tháng mới ra hồ sơ cơ, rất là lâu. Nên là anh em có xác định luôn là đi lâu dài vài ba năm thì anh em hãy rút hồ sơ sang tên. Còn anh em xác định luôn là đi trải nghiệm này hoặc không quá nặng lề về vấn đề sang tên thì em cứ để thế mà đi thôi. Tại vì sau mình bán xe ra là bao quay đầu cho anh em luôn. Anh em không phải lo về là vấn đề sau này bán nó khó khăn hay không hay là như nọ kia. Và bên mình bán xe cho anh em ấy, bên mình sẽ giao đầy đủ chứng minh thư của chủ xe cho anh em luôn. Tức là anh em thích bán cho ai thì bán, thích bán ra shop nào thì bán, không cứ thì phải bán cho mình, đều ok em nhá. Thì chỉ cần giấy tờ mua bán bên shop mình này, cộng với chứng minh thư của chủ xe và đăng ký xe thôi. Còn luật bắt sang tên chính chủ thì thực ra là bây giờ người ta không bắt chính chủ nữa anh em ạ. Anh em đi thoải mái luôn, phạm lỗi gì thì em nộp phạt lỗi đấy. Ví dụ không mua bảo hiểm thì 300.000 đi, thì anh em phạt 300.000 thôi. Đó không phải là phạt lỗi không chính chủ, nên là anh em đi thoải mái luôn. Đây, hôm nay mình có một vị khách ở Thanh Hóa. Thực sự ra là mình không muốn làm clip này đâu, nhưng mà hôm nay mình phải tâm sự với anh em một chút. Một vị khách ở Thanh Hóa, mình có tư vấn là sang rút hồ sơ bây giờ rất là lâu, tầm từ 1 đến 2 tháng rồi đó mới có hồ sơ cơ. Nên là trong lúc rút hồ sơ ấy, thì bắt buộc là phải tháo biển số này, thu đăng ký này, thu biển số này, cả số khung số máy để gửi đi rút hồ sơ. Thì nó sẽ mất 1-2 tháng là không có đăng ký, không có biển số. Thì anh em đi lại rất là khó khăn, đúng không? Anh em nào mà để đi chơi thì không nói, còn anh em nào để đi làm thì rất là khó khăn luôn. Thì mình khuyên anh em luôn là mình khuyên luôn bạn ý là thôi bạn cứ để như thế mà đi thôi. Bạn chán thì bán mình lại mua lại, không vấn đề gì cả. Chứ bạn bây giờ bạn rút hồ sơ nó rất là lâu và bạn lại không có xe đi, bạn ấy thì lại đam mê muốn đi ngay, muốn trải nghiệm ngay, thì mình cũng tư vấn như thế. Ok ok bạn, cứ rút cho mình đi. Hôm nay là ngày thứ 10, hôm nay đúng là ngày thứ 10 thì nhắn tin cho mình bảo là bạn ơi rút hồ sơ lâu quá nọ kia, thì mình chụp ảnh lại luôn tin nhắn đây, mình có tư vấn cho bạn đây là rút hồ sơ là phải như thế, rất là lâu đó. Các bạn chấp nhận rút được, đợi được thì mình rút, không thì thôi bạn cứ để thế mới đi. Và sau này mà bạn muốn bán ấy thì bạn đỡ mất cái tiền rút hồ sơ sang tên. Anh em phải hiểu là khi anh em bán xe này anh em đã lỗ tiền xe rồi đấy, còn cái tiền mà rút hồ sơ sang tên thì chắc chắn luôn là lỗ thêm cả tiền đấy nữa, rất là đắt, đúng không anh em? Ví dụ mua xe anh em mà lỗ tầm 5-7 triệu chẳng hạn, có xe nhỏ tầm 5-7 triệu đi, thì anh em lại phải cộng thêm tầm 2-3 triệu, tối thiểu là 2-3 triệu tiền sang tên nữa là thành 10 triệu, đúng không ạ? Nó rất là mệt người, nó thật sự anh em là mệt người đó. Còn bên mình bán ra thì bao quay đầu cho anh em luôn, trong trường hợp là xe y xì như lúc mình giao cho anh em đó, không tai nạn máy móc zin là bên mình vẫn nhập lại bình thường. Còn anh em nào mà đi bị tai nạn rồi mà gọi bên mình bảo nhập lại hay là máy móc ra rồi thì bên mình mới không nhập thôi đó. Nên là cái vấn đề này anh em cân nhắc. Rất nhiều anh em đi xe to nhá, đi xe to sang tên nằng nhằng mất, xe to vị sang tên nằng nhằng mà mất tầm một độ 10-15 triệu đấy, sau này bán này, lỗ tiền xe, lỗ cả tiền sang tên là rất là lặng tiền. Thế nên là mình khuyên anh em luôn là cứ để như thế mà đi thôi. Còn anh em nào cứ lặng lề về vấn đề sang tên thì phải đợi 1-2 tháng ra hồ sơ thì mới sang tên được đấy. Còn anh em xác định luôn đợi được thì mới rút, chứ mình nói rất là rõ ràng rồi, nhưng mà nhiều anh em vừa mới gửi rút được 4-5 hôm xong rồi mới hỏi có hồ sơ chưa, trong khi mình báo rõ ràng luôn là 1-2 tháng. Bây giờ tình trạng chung quả cả cái nước Việt Nam này luôn, chứ không riêng gì ai cả. Tại vì gửi rút hồ sơ bây giờ rất là khó. Nhưng ngày xưa thì nó rơi vào tầm độ 2-3 tuần là có, bây giờ nó rơi vào tầm độ 1-3 tháng cơ, rất là lâu. Nói chung là bộ nào nhanh thì mới là 1 tháng, còn trung bình thì 1.5-2 tháng, rất là lâu luôn. Mình cũng rất xót ruột thật sự với anh em là như thế, nhưng mà thôi thì bây giờ luật nó chung thế thôi, chẳng làm thế nào được cả. Rất nhiều anh em bảo là bơm tiền để cho nó nhanh nó kia, thực ra là rút bộ hồ sơ bây giờ 1.8-2 triệu, bơm thêm tiền nữa một chiếc xe nhỏ hay là một chiếc xe nó không quá nhiều tiền thì bây giờ nó cũng rất là xót ruột thật sự anh em. Thấy anh em xót ruột lắm chứ đấy, nên là mình khuyên anh em luôn là mua cứ để thế mà đi thôi. Còn ví dụ là sang năm mà nó mà dễ rút mà nhanh hơn ấy, thực ra khó chứ không phải là khó mà nó lâu thôi, nó mất thời gian thôi đấy. Anh em phải hiểu là như này này, cái dòng xe mô tô ấy thì là đi để trải nghiệm thôi, đi để trải nghiệm và đam mê thôi. Anh em nào mà trải nghiệm thì cũng vài 3 tháng là lửa năm 1 năm là bán. Còn anh em mà đam mê gọi là nghiện ngập luôn ấy thì cũng đi chỉ tầm lửa năm 2-3 tháng lửa năm là lên cc thế lại bán lại thôi. Thì anh em phải xác định luôn là như thế để cho nó dễ. Thì mình khuyên anh em thế thôi. Còn anh em thích rút hồ sơ thì vẫn rút bình thường đó. Còn trong cái trường hợp như hôm nay mình gặp ông bạn ở Thanh Hóa này,
thật sự luôn là mình cũng hơi buồn với ông ấy, nó đây sau đây bảo là thôi bây giờ mình đã bán lại xe, thì anh em biết là bây giờ đang rút hồ sơ vào tên của bạn đấy rồi mà bây giờ lại bán xe thì nha, bây giờ xe không có biển, không có đăng ký, bán cho anh em cũng rất là ngại, thật sự với em bán cho anh em rất là ngại, mà bây giờ phải đợi hồ sơ ra luôn thì mới dám bán cho anh em chẳng hạn thế. Thế mình đã phải động rất là lâu ở quán đấy, phải đợi có hồ sơ mà này nọ này kia, và tóm lại rất mất thời gian, rất mất nhiều tiền bạc đó. Còn anh em xác định luôn đi lâu dài, những anh em mà cứ bảo anh ơi bạn ơi mình đi lâu dài lắm đó kia, thì thực sự anh em toàn đi 1-2 tháng là bán rồi, 2-3 tháng là bán rồi đấy. Nói chung là mình phải xác định luôn trong đầu là nó là chắc chắn đấy, thì nó dễ, kể cả đi lâu dài để như thế chẳng ảnh hưởng gì cả, tại vì khi bên mình bán cho anh em ấy là bên mình giao hết đầy đủ giấy tờ liên quan đến chiếc xe đấy rồi. Anh em nào mà thích sao bán cho ai cũng được, hay là bán cho shop mình, bên mình vẫn nhận quay đầu nên chẳng lo vấn đề gì cả. Kể cả anh em đi 5-7 năm nữa bán có vấn đề gì đâu. Rất nhiều anh em ngại là vấn đề là cái thứ nhất là công an bắt này, cái thứ hai là vấn đề là sau này bán nó khó khăn đấy, nó chỉ thế thôi, nó chỉ hai vấn đề đấy thôi. Thì công an thì không sợ rồi, thì bây giờ người ta không bắt cái luật chính chủ nữa rồi. Chính chủ là trừ khi anh em tai nạn nhé, anh em tai nạn ở mức độ nghiêm trọng thì người ta phạt từ 400-800 nghìn thôi. Còn anh em đi bình thường, đỗ bình thường không ai người ta phạt. Khi đã xảy ra tai nạn rồi thì nói thật với anh em là mấy trăm nghìn chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Tính mạng nó quan trọng, và lên tai nạn thì mấy chục triệu cơ, chứ đừng nói là mấy trăm nghìn cái chính chủ hay không chính chủ thì cũng chẳng quan trọng đâu. Đó, còn đi anh em đi bình thường bị bắt lỗi đâu sửa đấy, chẳng vấn đề gì cả. Còn vấn đề mà sau này bán khó khăn thì đấy mình nói rõ rồi, chỉ cần chứng minh thư chủ xe là anh em bán cho hãng được, hoặc là anh em bán lại cho shop trong trường hợp là cam kết là xe nó phải nguyên trạng như lúc mình giao, mình vẫn nhập lại bình thường. Đấy, cái clip này nói chung là hơi lama một chút, mình tâm sự anh em thế thôi, tại vì là dạo này mình hay gặp những anh em như thế quá nên mình phải nói cho anh em hiểu. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.